không? Đây là ông thư trưởng. Nào, cụ giới thiệu luôn đi, đưa vào luôn này. Cụ nói đi, cụ nói đi. Đúng đây cũng là gì nào? Cụ nói đi. Chúng tôi đang ở chùa Bái Đính, một ngôi chùa nổi tiếng nhất của đất Ninh Bình. Một ngôi chùa rất đẹp. Đẹp quá nhỉ. Chị ơi, chúng em chỉ đi mấy cái hang rộng rộng thôi nhá. À, nếu mà có hai tour, tour 1 và tour 2. Vâng, đi tour ngắn ấy. Tour ngắn thôi. Là đi tour 2. Vâng. Rồi là... Vâng, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Mà gọi là Tràng An, bởi vì trường là Tràng mà. Vâng. Yên là An, vâng. Yên Bình là An Bình thì cũng thế. Còn tên sau này thì gọi là khu du lịch sinh thái Tràng An. Tràng An. Vâng. Nhưng mà tên gốc là Trường. Chuyến 2 thì đi khoảng mất bao nhiêu thời gian? Có 4 hàng đồng thì đi, nếu mà đi sốc vào bên trong kia hết nữa thì 2 tiếng, mà không đi chỉ hơn tiếng. Đấy là tùy các bác. Đi chỉ hơn tiếng thôi. Vâng. Cái tuyến này em chưa đi đâu. Thế vậy thì hôm nay chị đi tuyến này thì chị hợp lý. Thực ra nên đi tuyến này, hôm nay vâng. Đi là đúng rồi. Tối đa là 6. Cẩn thận nó va đầu ấy nhá, chỗ này có những chỗ va đầu đấy nhá. Đấy. Sợ cao quá va đầu. Để cúi đó. Kia ra rồi cái này. Quay đi, chỗ này đẹp. Cúi vào là nước. Oh, nước. Nên mà lên cao. Hồi mà bom đạn của Mỹ thì chắc vô đây trú là ngon lành rồi. Có điện ạ. À? Điện nhưng mà họ kéo ở đâu đấy? À, kéo ở ngoài đấy ông. Ngày xưa nó có điện ở đường Điện Biên. Còn nữa? Còn 4 hàng đi, còn 2 hàng nữa. Ô, chỗ này sát là mấy tay mà đầu cao nhỉ? Có cái cụm đầu á. Nó thì cúi xuống. Đây là người ta mở đây rộng rồi đấy ạ. Chú ơi, đây là... Nhưng mà cái này phải nói. Đây là cái thiền đình. Đường khác ạ. À. Và cứ mình vào được mấy đây luôn.